welcome back to my channel Lubu Live Vlog. Và bây giờ là mình đang đi tập yoga về các bạn. Thì nói chung là rất là sảng khoái ha. Tập xong là nghe như là đổ mồ hôi hết á. Là nghe cơ thể nghe nó y là năng lượng nó tràn về các bạn, không có phải ù lì nữa. Đó. Thì bây giờ mình đi về ha các bạn. Đi về. Trời cũng khá là nắng, bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi rồi. Trời khá là nắng ha. Với lại nghe nóng nữa, tại vì chắc mới tập xong đổ mồ hôi á, xong rồi ra ở đây nắng nữa đó. Xong rồi nghe nó mệt. Nhưng mà đi về. Trời quá đường đi mà. Xe lạnh rồi thấy người ta ngoài đường chạy rất là thích các bạn, như là cái cảm giác nó giống như là Đà Lạt vậy đó. Trời ơi rất là thích luôn. Yêu lắm cái thời tiết này. Thì bây giờ mình đi về rồi, chắc là nghỉ ngơi xong rồi đó, rồi làm gì đó là làm. Rồi không biết là mấy bạn là thường thường chủ nhật các bạn là làm gì ha. Ví dụ như là đi ra ngoài cà phê, đi xem phim, đi chơi đâu đó, đi một cái chỗ nào đó chiều chiều đi đưa về, xong rồi cái rồi đi ăn tiệc hay này kia, rồi hoặc là ở nhà, chỉ ở nhà relaxing, xem tivi, nghe nhạc rồi trò chuyện với gia đình đó. Thì không biết là các bạn sao ha, nhưng mình là khoái ở nhà, nhưng thực tế là cũng thích đi chơi, mà nếu ai rủ mới đi đó, nó là vậy. Chứ đi một mình nó cũng hơi buồn đó. Thì bây giờ về trước cái đã rồi tính gì thì tính ha. Sư tử. Lần trước mình thấy có chiếc xe, nó có cái biểu tượng sư tử là xe gì ta. Sư tử là tiger icon put in that car, but I don't know what car, what type of car, I don't know. Thì thường thường cuối tuần là ở ngoài đường người ta chạy đi ra ngoài rất nhiều các bạn, xe Honda rồi xe tùm lum tà la, nó du lịch rồi xe đạp rồi, nói chung là người ta đi mua sắm, đi siêu thị đó. Siêu thị là cái một cái gì mình rất là thích, cái hoạt động là đi siêu thị. Mặc dù không có mua gì nhiều nhưng mà đi ra thử thấy đồ quá trời luôn, là cảm giác là rất là sảng khoái. Các bạn cũng không cần mua nhiều, chỉ là đi xem thôi. Shopping window in supermarket, so that make me feel happy, but I don't buy so much, but only looking anything there, so make me very happy. Okay, thì thật ra là mình cũng rất thích mua đồ các bạn, tại vì không có nhiều tiền để mà mua, cho nên là mình
phải đi shopping, đi xem thôi. Đó, vậy đó. Thế bây giờ đi về. Traffic after go 3, 2, 1, let's go. Go, go, go. Ở đằng trước có một chiếc xe giống y xe này luôn.